Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Nay ngày 25 tháng 4, sáng nay thì cũng phục vụ các bác là những con bao Yamaha, là hai con men bao Yamaha xịn sò đến từ nội địa của Nhật, 2500 em về ba con và hai con lên đường trong ngày nay. Các bác nào có nhu cầu, em còn một con duy nhất nha các bác. Những con men này phải nói là tuyệt vời trong phân khúc giá. Em đang phân phối với bác giá 8 triệu, thì sáng nay có hai bác đã chốt sản phẩm và là lên đường hai con và 4 con Yamaha BC202M. Tất cả là hàng tuyến chọn đều xuất sắc nha. 3 con lên được, còn một con này thì chiều em làm video cầu việc các bác lấy nguyên bộ cả mic và van luôn. Em làm video và test cho các bác cùng anh em ở miền Tổ quốc cùng đang theo dõi kênh để nghe chất âm và cũng như là những bộ karaoke xịn sò đến từ mic xua đẩy xịn. Này, thông báo cho các bác là để các bác biết được hàng các bác đã lên được trong ngày nay. Các bác đặt sàn sản phẩm trong ngày nay thì đều lên đường hết nha các bác. Mọi chi tiết mua hàng các bác cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Hay còn một con nha các bác, con Yamaha 2500, hàng cực ngon luôn, tuyệt vời. Tiếng thì không phải bàn, karaoke gia đình thì hết ý. Đây là những con bao 2020, hàng tiếng tròn gây lưỡi nha các bác. Có thấy đồ đẹp nha, đồ đẹp keng đó nha. Rồi, em xin chào, bác nào có nhu cầu về những con bao và mix xịn thì cứ alo cho em nhé.